Hello, hành trình của team GT đi tài trợ hoa hậu check. Khúc này là đang chuẩn bị vào sân khấu này, trông khá là niềm nở. Đây rồi, đây là đoàn của team GT, toàn trai xinh gái đẹp để vào sân khấu nhá. Em ngân 500 này. Rồi ôi, một dàn này, toàn hot boy hot girl thôi. Hôm nay thì em Nhã có việc bận một chút cho nên là không đi được. Hôm qua là lên hẳn VTV2 luôn. Hôm qua ai nhìn thấy anh Thành thì comment ở dưới phần bình luận nào. Xin chào, kính mời ông Nguyễn Trọng Thành, cố vấn phẫu thuật thẩm mỹ sẽ lên và trao hoa. Và Thủy Hoàng cũng sẽ trao một giải. Đây, tôi đây, trao giải Á hậu 2 nhá. Bạn nữ này khá là xinh đấy, mà trên mạng hiện nay là đang tô xích bạn ý. Chẳng qua là vẻ đẹp hoang sơ thôi. Đây là lúc cuối giờ này, ra tự trao giải cho nhau. Ôi dồi ôi, lúc đi thì khá là đẹp đẽ, còn lúc về này trông này. Đây là chúng tôi sau bữa tiệc. Follow kênh của Thành để theo dõi nhiều video thú vị.